Các em học sinh thân mến, cô rất vui được gặp lại các em. Ở video hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trong sách giáo khoa của phép cộng và phép trừ hai số nguyên. Các em mở trang 63 nha. Các em cùng theo dõi với cô. Thứ nhất là bài số 1. Không thực hiện phép tính, hãy tìm dấu thích hợp thay cho dấu hỏi chấm ở bảng sau. Thì em vẽ cái bảng này vào trong vở và mình hoàn thành những cái ô mà có dấu hỏi đây. Người ta cho mình hai cột, cột A, cột B và cột A cộng B. Rồi, thì các em cùng tính toán ngoài giấy nháp và điền kết quả vào cái dấu hỏi này. Thứ nhất là 25 mà cộng cho 46. Rồi, em cộng vào bình thường thôi. 25 cộng 46 là bằng 71. Đó. Thì em điền cái số 71 này ngay cái dấu hỏi đây. Được chưa? Tiếp theo, âm 51 cộng cho âm 37. Thì đây là phép cộng của hai số số âm. Thì em lấy 51 cộng cho 37 và thêm dấu trừ phía trước. 51 cộng cho 37 là được bao nhiêu? 88 và thêm dấu trừ phía trước thì được âm 88. Thôi em điền âm 88 vào ngay dấu hỏi đây. Tiếp theo là âm 234 cộng cho 112. Thì đây là phép cộng giữa hai số nguyên khác dấu, một số âm và một số dương. Thì em lấy số lớn trừ số nhỏ và thêm dấu của số lớn. Lấy 234 trừ đi 112 thì là được bao nhiêu? 221 được 122 và em thêm dấu của số lớn. Ở đây số lớn mang dấu âm cho nên kết quả là số âm, âm 122. Rồi tiếp theo, dòng cuối cùng là 2027 cộng cho âm 2021. Thì đây cũng là phép cộng hai số khác dấu. Thì em cứ lấy số lớn trừ số nhỏ. 2027 trừ cho 2021 thì được 6. Ở đây số lớn mang dấu dương, không có dấu gì hết, nghĩa là dấu dương. Thì kết quả là dương 6. Em điền số 6 vào. Âm 42 cộng cho âm 54. Thì đây là phép cộng hai số nguyên âm. Em lấy 42 cộng cho 54 là được 96 và thêm dấu trừ phía trước, âm 96. Câu C. Câu C là 2025 cộng cho âm 2025. Đây là hai số gì các em? Đây là hai số đối nhau đây. Phép cộng hai số đối nhau thì kết quả là bằng 0. Câu D, 15 cộng cho âm 14. Đây là phép cộng hai số nguyên khác dấu. Em lấy số lớn trừ số nhỏ. 15 trừ 14 được 1. 15 đang mang dấu dương nên kết quả là bằng dương 1. Câu E, 35 cộng cho trừ 135. Rồi, em lấy 135 trừ đi 35 là được 100, thêm dấu của số lớn. Số lớn đang mang dấu âm nên kết quả là bằng âm 100. Đấy, được chưa các em? Tiếp theo các em qua bài số 3. Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau. Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 mét. Độ sâu 20 mét nghĩa là biểu diễn sang số nguyên là nó là âm 20 mét đúng không? Độ sâu 20 mét nghĩa là nó dưới mực nước biển là 20 mét. Mực nước biển quy ước là 0. Dưới mực nước biển thì là số âm. Tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15 mét nữa. Lặn xuống thêm 15 mét thì là em biểu diễn sang số nguyên là âm 15 mét. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu bao nhiêu mét thì em lấy âm 20 em cộng cho âm 15. Đó. Thì ra kết quả. Rồi bây giờ em trình bày như thế nào? Giờ đầu tiên là em biểu diễn mỗi cái L đây.
sang số nguyên. Thứ nhất, độ sâu 20 mét dưới mực nước biển. Được biểu diễn số nguyên là âm 20 mét. Đó, được chưa? Tiếp theo, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15 mét. Tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15 mét thì được biểu diễn bằng số nguyên là âm 15 mét. Rồi bây giờ em thực hiện phép tính cộng. Ta có âm 20 cộng cho âm 15. Thì đây là phép cộng hai số nguyên âm, lấy 20 cộng 15 bằng 35 và thêm dấu trừ phía trước. Thì em thấy là lúc này là em được kết quả là âm 35 mét. Vậy kết luận tàu ngầm ở độ sâu là 35 mét so với mực nước biển. Em hiểu chưa? Tại sao mình kết luận không ghi là ở độ sâu âm 35 mét? À, khi các em đã sử dụng cái chữ độ sâu này thì người ta hiểu là âm 3 là một số âm nha các em. Cho nên là khi kết luận em bỏ cái dấu âm này đi, em viết là ở độ sâu là 35 mét so với mực nước biển, là người ta hiểu là âm 35. Thì các em xem lại cái bài số 3 nha. Rồi, các em sang trang 64, bài số 4. Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm. Tầng G được đánh số là tầng 0. Em hãy dùng phép cộng các số nguyên để diễn tả tình huống sau đây. Rồi, các em phân tích bài số 4 với cô nha. Cô giả sử như cô có biểu diễn bằng cái trục số như thế này, theo chiều thẳng đứng. Thì cô giả sử là tầng G là ở số 0 đây. Số 0 chính là tầng G. 3 tầng hầm là dưới tầng G thì cô biểu diễn bằng số âm nha, là âm 1, âm 2 và tầng âm 3. Trên tầng G thì mình có là tầng 1 này, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, 8, tầng 9, tầng 10, 11 và tầng 12. Đúng chưa? Thì bây giờ cái thang máy này, nó một thang máy đang ở tầng 3. Nó đi lên 7 tầng. Đây, nó đang ở cái tầng đây nè các em. Bây giờ nó đi lên 7 tầng thì nó sẽ lên tới tầng 10, đúng không? Sẽ lên tới tầng 10. Cộng cho 7 tầng thì sẽ đi lên tới tầng 10 đây. Và sau đó đi xuống 12 tầng. Đang ở tầng 10 mà đi xuống 12 tầng thì em trừ đi 12 thì là sẽ tới tầng âm 2. Đó. Nó sẽ tới tầng âm 2, trừ đi 12 tầng. Nó sẽ tới tầng âm 2. Đấy. Thì người đây sẽ dừng lại ở tầng âm 2, chính là tầng hầm số 2. Tầng hầm thứ 2. Rồi, thì đây là mình phân tích cái bài toán. Bây giờ mình dùng số nguyên để mình thực hiện cái phép cộng theo cái tình huống này. Bây giờ giải nha. Bây giờ ta có phép tính sau. Đang ở tầng 3 thì em lấy tầng 3 là tầng trên tầng G cho nên là nó là số dương. Dương 3 đúng không? Rồi. Cộng cho đi lên 7 tầng thì cộng cho 7. Dương 3 ở đây thì cô bỏ số cộng cũng được, thêm dấu cộng hay bỏ dấu cộng đi cũng được. Cô bỏ dấu cộng đi cho dễ nhìn nha.
3 cộng lên 7 tầng và sau đó đi xuống 12 tầng thì mình trừ đi 12. Đó, thì kết quả bằng bao nhiêu? 3 cộng 7 là 10. 10 trừ cho 12 bằng 10 trừ 12. À, em đã học phép trừ rồi, giờ phép trừ mình sẽ chuyển sang phép cộng. Nó sẽ bằng 10 cộng cho số đói của 12. Số đói của 12 chính là âm 12. Rồi, thì đây là phép cộng của hai số nguyên khác nhau. Em lấy số lớn trừ số nhỏ. 12 trừ 10 được 2. Và thêm dấu của số lớn thì mình được âm 2. Kết luận vậy. Cuối cùng, thang máy dừng lại ở tầng hầm thứ hai. Thì em trình bày bài toán như thế này. Được chưa các em? Rồi, tiếp tục bài số 5. Thực hiện các phép tính sau. Thì bài số 5 là thực hiện phép tính trừ các em. Câu A, 6 trừ 8. Rồi, thì để thực hiện phép trừ hai số nguyên. Nếu số bị trừ nhỏ hơn số trừ, số bị trừ nhỏ số trừ thì em thực hiện như thế nào? Em lấy số này em cộng cho số đói của số 8 này bằng 6 cộng cho số đói của 8 chính là âm 8, đúng không? Rồi, mình chuyển phép trừ sang phép cộng. Bây giờ là phép cộng hai số khác dấu thì em lấy số lớn trừ số nhỏ, 8 trừ 6 được 2. Giữ dấu của số lớn là dấu âm. Kết quả là âm 2. Rồi, thì khi mà em làm quen rồi thì em bỏ cái bước này đi cũng được. Em bằng âm 2 luôn. Câu B, 3 trừ cho âm 9. Rồi, thì bây giờ để thực hiện phép trừ này, cô sẽ chuyển nó sang phép cộng tương tự như cô A. Sẽ bằng 3 cộng cho số đói của âm 9, số đói của âm 9 là 9, đúng không? 3 cộng 9 là bằng 12. Câu C, âm 5 trừ đi 10. Rồi, nó sẽ bằng âm 5 cộng cho số đói của 10 chính là âm 10. Rồi, thì đây là phép cộng hai số nguyên âm, hai số cùng dấu thì sẽ bằng 5 cộng 10 là 15 và thêm dấu trừ phía trước là âm 15. Câu D, 0 trừ đi 7 bằng, sẽ bằng 0 cộng cho số đói của 7 là âm 7. Một số mà cộng cho 0 thì bằng chính nó thôi, bằng âm 7, đúng không? Câu E, 4 trừ 0. Cái này thì tính bình thường như số tự nhiên thôi. 4 trừ 0 thì là bằng bằng 4. Câu G, âm 2 trừ cho âm 10. Nhưng vào đây mình thấy trừ trừ thì nó hơi phức tạp, nhưng mà mình biết cách làm rồi thì nó đơn giản thôi các em. Thì giờ chuyển sang phép cộng. Âm 2 cô viết lại, nó sẽ cộng cho số đói của âm 10. Số đói âm 10 thì chính là dương 10. Dương 10 thì cô bỏ vô cộng cũng được, cô biết là số 10 thôi. Thì đây là phép cộng hai số nguyên khác dấu. Cô lấy số lớn trừ số nhỏ. 10 trừ 8 bằng 2, 10 trừ 2 bằng 8. Và thêm dấu của số lớn. Số lớn đang mang dấu dương nên kết quả là số dương. Được chưa? Rồi, bài số 6. Đây là một bài toán tính nhanh các em. Tính nhanh các tổng sau. Em có câu A và câu B. Đầu tiên là câu A. Câu A cô viết lại biểu thức S nha. S sẽ bằng 45 trừ 3756 cộng 3756. Thì bây giờ để tính nhanh cái biểu thức này, em vận dụng cái gì? Quy tắc dấu ngoặc. Thì trong lý thuyết em có học là quy tắc dấu ngoặc. Thì cô nhắc lại nha, nếu trước dấu ngoặc là dấu cộng thì khi phá dấu ngoặc em giữ các dấu trong ngoặc. Còn nếu mà phía trước dấu ngoặc mà là dấu trừ thì khi phá dấu ngoặc em phải đổi tất cả các dấu ở trong ngoặc.
Thì bây giờ cô phá dấu ngoặc. Em thấy là ở phía trước dấu ngoặc này nó không có dấu gì hết, nghĩa là nó là dấu dương đó em. Đó. Bây giờ cô phá dấu ngoặc là cô giữ dấu ở trong đây sẽ bằng 45, cô viết lại thôi. Trừ 3756 cộng cho 3756 bằng. Thì ở đây là em thấy là trừ 3756 cộng 3756, đây là hai số cộng hai số đối nhau đây, thì cái cặp đây là bằng 0 này. Thì giờ cô viết cho nó dễ hiểu nha, bằng 45 cộng cho trừ 3756 cộng cho 3756, được chưa? Rồi thì bằng 45 cộng cho cái này là bằng 0, 45 cộng cho 0 là bằng 45. Đó. Thì kết quả là bằng 45. Tương tự các em làm câu B nha. Câu B. S sẽ bằng âm 2021 trừ 199 trừ 2021. Tính nhanh. Thì em thấy là nếu em phá dấu ngoặc, em phân tích nha, phá dấu ngoặc. Thì ở đây phía trước có dấu trừ thì trong này em đổi dấu, thì chỗ đây sẽ là cộng 2021. Ở đây có trừ 2021 mà cộng cho 2021 là bằng 0 rồi, thì kết quả mình sẽ còn số đây nè. Đó. Thì đây là bài toán tính nhanh được. Rồi bây giờ cô thực hiện nha. Anh này là âm 2021 đó. Cô để dấu ngoặc cũng được mà cô không để dấu ngoặc cũng được, đúng không? Ở phía trước này không có dấu như là dấu cộng nè, cô bỏ dấu ngoặc thì cô viết lại thôi. Thì ở đây phía trước dấu ngoặc này có dấu trừ, bây giờ cô phá dấu ngoặc cô phải đổi dấu. 199 này cô sẽ đổi sang thành trừ 199, dấu trừ đây thành dấu cộng, được chưa? Rồi ở đây thì âm 2021 cô nhóm với 2021 đó, trừ 199 cô viết lại bằng, thì cái tổng này là bằng 0 này các em, tổng hai số đối nhau, 0 trừ cho 199 là bằng gì? Sẽ bằng 0 cộng cho số đối của 199. Số đối 199 là âm 199. Thì một số cộng cho 0 thì bằng chính nó. Đó, thì đây chính là kết quả. Rồi khi mà các em thực hiện quen rồi thì 0 trừ 199 em bằng luôn, trừ 199 luôn. Đó, khi mình quen rồi thì mình không cần phải chuyển sang phép cộng nữa. Bây giờ em làm từ từ. Tại mình mới học mà. Tiếp theo bài số 7. Bài số 7 làm gì? Bỏ dấu ngoặc rồi tính. À, bài này thì nó cũng giống như bài số 6 thôi các em. Rồi, chúng ta cùng làm nha. Câu A. Em có biểu thức nào? 4 cộng 32 cộng cho 6 cộng cho 10 trừ 36 trừ 6. Rồi, bài toán yêu cầu bỏ dấu ngoặc rồi tính. Bây giờ em bỏ dấu ngoặc, nó sẽ bằng gì? Ở phía trước dấu ngoặc này không có dấu gì, nghĩa là dấu dương á. Giờ phá dấu ngoặc thì em viết lại thôi. À, tương tự anh này phía trước cũng là dấu dương, mình bỏ dấu ngoặc thì mình viết lại, giữ nguyên các dấu ở trong ngoặc. Rồi bây giờ cô sẽ dùng tính chất á, vận dụng là cô nhóm, cô nhóm số nào với số nào để nó hợp lý nha. Ở đây thì đây, cô nhóm 4 cộng cho 32 trừ 36 đó, cộng 6 trừ đi 6, đúng không? Cô nhóm 4 32 trừ 36. Rồi cô nhóm 6 trừ cho 6, 6 trừ đi 6, khi còn lại số nào em? Còn lại số 10 đây đó, mình viết lại hết số rồi, còn lại số 10 thôi thì viết lại bằng. Ở đây em tính nha, 4 mà cộng cho 32 là bằng 36, 36 trừ 36 là bằng 0 luôn, anh này bằng 0. Rồi 6 mà trừ 6 là bằng 0, cộng 10 cô viết lại, anh này là số 10 nha. Thì 0 cộng 0 cộng 10 thì bằng 10 thôi, và kết quả cuối cùng là bằng 10, số đẹp luôn. Câu B. 77 cộng cho 22 trừ 65 trừ mở ngoặc 67 cộng cho 12
trừ 75. Rồi bây giờ em phá dấu ngoặc, em thực hiện tính nhanh bằng, bây giờ cô phá dấu ngoặc anh này thì cô giữ nguyên các dấu ở trong ngoặc. Ở này trước dấu ngoặc có dấu trừ, bây giờ phá dấu ngoặc thì các em phải đổi dấu ở trong này. Bây giờ 67 thì sẽ thành trừ 67, cộng 12 thì thành trừ 12, cộng trừ 75 thì thành cộng 75, được chưa? Bây giờ cô nhóm như thế nào cho hợp lý đây các em? À, ở đây thì cô nhóm là 77 trừ 67 thì nó sẽ bằng 10 các em. Đó, nó tròn trục đây. 77 mà trừ đi 67 thì được 10 các em. Cộng 22 cô nhóm với trừ 12. Đó, 22 trừ 12 thì nó cũng bằng 10 luôn, ra số chẵn luôn. Đó. Thôi còn cặp nào? Còn lại là trừ 65 cộng cho 75. Đó. Rồi cộng, cộng thì cô viết 75 trước được không? Cộng 75 trừ 65 được nha. Đó, 75 trừ 65 cũng bằng 10. À, thì phép cộng có tính chất giao hoán mà, A cộng B bằng B cộng A, em học rồi. Thì trừ 65 cộng 75 thì bây giờ cô viết là ngược lại, cộng 75 trừ 65 được đúng không? Bằng 77 trừ 67 là bằng 10, cộng 22 trừ 12 bằng 10, ở chẳng đẹp luôn á. 75 trừ 65 là bằng 10 luôn. 10 cộng 10 cộng 10 là bằng 30. Thì đây là kết quả của bài toán. Được chưa các em? Rồi câu C. Câu C là gì? Trừ, cô viết lại nha, trừ 21 cộng 43 cộng 7, trừ 11 trừ 53 trừ 17. Rồi bây giờ các em bỏ dấu ngoặc. Em thấy là ở phía trước dấu ngoặc này nó có dấu trừ, cho nên khi bỏ dấu ngoặc em phải đổi dấu tất cả trong này bằng, bây giờ cô đổi dấu nha, trừ 21 sẽ thành dương 21. Chỗ đây nè, trừ 21 sẽ thành dương 21. Dương 21 thì cô viết 21 thôi được không? Được. Cộng 43 thì sẽ thành trừ 43, cộng 7 thì sẽ thành trừ 7. Tương tự anh này cũng có dấu trừ nên bây giờ mình phải bỏ dấu ngoặc đổi dấu. 11 ở đây thì sẽ thành trừ 11. Trừ 53 là cộng 53. Trừ 17 là cộng 17. Bằng, bây giờ cô sẽ nhóm. Nhóm như thế nào này các em? Ở đây cô thấy 21 trừ 11 là bằng 10 này các em. Đó, nhóm sao mà nó ra số mà nó chẳng đẹp là được. Cộng gì? 53 cô sẽ nhóm với trừ 43. 53 trừ 43 là bằng 10 này. Còn lại số nào? 17 và trừ 7. Đó, cô nhóm lại một nhóm. 17 trừ đi 7. Em nhớ là phải mang theo cái dấu của nó nha, lưu ý cái dấu. Những chủ dấu trừ hay dễ bị sai á. 21 trừ 11 là bằng 10, cộng 53 trừ 43 là 10, cộng 17 trừ 7 là 10 luôn, kết quả là bằng 30. Rồi em xem lại bài số 7 nha. Rồi bài cuối cùng, bài số 8. Archimedes là nhà bác học người Hy Lạp. Nè, ông sinh năm 287 trước công nguyên, TCN là trước công nguyên nha, và mất năm 212 trước công nguyên. Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh, năm mất của Archimedes. À, thì các em đã biết rồi, năm sinh mà thời cái mốc thời gian mà trước công nguyên, thì khi biểu diễn sang số nguyên em sử dụng số âm đúng không? Sau công nguyên thì mình sử dụng số dương. Bây giờ trước công nguyên, câu A, bài 8 nha, câu A. Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh, năm mất của Archimedes. Rồi, thì bây giờ em ghi, em trình bày như thế nào? Archimedes
sinh năm 287 trước công nguyên thì biểu diễn sang số âm. Thì khi biểu diễn sang số nguyên là âm 287, đúng không? Tương tự năm Mất, ông Mất năm 212 trước công nguyên thì biểu diễn sang số nguyên là âm 212. Được chưa? Thì bây giờ là thì câu A thì đã xong đây, câu A là đây. Câu A là chỉ yêu cầu biểu diễn sang số nguyên thôi, nguyên âm. Câu B là em hãy cho biết Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi. Thì để biết ông mất năm bao nhiêu tuổi, em lấy năm mất trừ đi năm sinh, đúng không? Ta có năm mất trừ năm sinh là em lấy âm 212 trừ cho âm 287. Đó, em lấy số dưới trừ số ở trên. Thì sẽ bằng âm 212 trừ cho số đói của âm 200 cộng cho số đói của âm 287. Số đói của âm 287 thì chính là dương 287. Đó. Thì đây phép cộng hai số khác dấu. Cô lấy số lớn của trừ số nhỏ và giữ dấu của số lớn. Ở đây thì mình thấy số lớn là mang dấu dương các em, cho nên kết quả sẽ là số dương. Thì là bằng 75. Đó. Em tính ra được là bằng 75. Kết luận vậy Archimedes mất năm 75 tuổi. Đề hỏi gì thì em trả lời như thế. Mất năm 75 tuổi. Đây, được chưa? Thì đây là bài số 8 các em. Rồi. Rồi, thì cô kết thúc dạy bài tập ở đây nha các em. Sau bài học này thì em làm được những gì? Em đã thực hiện được biết tính toán phép cộng, phép trừ giữa hai số nguyên. Thì biết vận dụng được quy tắc dấu ngoặc và các tính chất giao hán, tính chất kết hợp để thực hiện những bài toán tính nhanh, tính nhẩm. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc thực hiện phép tính cộng và trừ các số nguyên. Này. Thì sang tiết sau cô sẽ hướng dẫn các em bài số 4, đó là phép nhân, phép chia giữa phép nhân, phép chia hai số nguyên. Thì cộng trừ nhân chia đều là những kiến thức căn bản, cho nên là các em phải nắm chắc được, phải làm được nha các em. Rồi, cô cảm ơn các em đã theo dõi hết video. Cô chúc các em học tập thật tốt. Chào tạm biệt các em.